còn tiếp tục đi ăn tối tại quán 245 Trương Công Định, thành phố Vũng Tàu. Thiên nhiên. Taxi tay không anh? Thấy không? Thấy không? Thấy. Điện thoại
Thoại Châu có thể lên nè. Chạy đi hồi nãy đi đó rồi. Anh đi. Chạy đi. Không hả? Không đi nhậu chứ. Hết rồi không nha, thấy đẹp quá vậy. Trời. Vì độ tự tin là em là số 2, không ai dám số 1. Ông này chi nó vừa tối nguy hiểm lắm không. Duyên có ở chạy đi chạy chưa? Quán hủ tiếu anh hỏi gì anh cái gì cũng được, cái hủ tiếu xương em mới làm gan ăn xương được. Em ăn hủ tiếu gì? Gì cũng được. Rồi đây hủ tiếu bò. Em diễn bò. Quán được dễ cái lắm. Duyên chợ đi, Duyên chợ đi em. Còn em đó mở gia đình đi chợ một món đi. Mượn cái ly này kê điện thoại cái đi, được không? Ly này tạm ngừng đi cho mượn kê điện thoại cái đi. Dạ dạ. Cái gì đó thì vô đây nha. Đó. Ừ, gửi đâu có nổi đâu, về nhà mới coi được chứ gửi đâu có nổi đâu. Canh vô đây nè. Trời, hiếu quá. Chơi hả? Ai bước xuống là nói rồi đi ăn rồi về luôn hay là kiếm chỗ nào mua quà cho mẹ rồi đó. Tại mẹ đi mẹ gài rồi. Mẹ phải kêu mua quà cho mẹ. Mẹ đưa hai bánh rồi mẹ phải kêu mua quà cho mẹ. Trời thì nó ngon. Quá ngon. Đậm đà làm sao ha? Đậm đà. Cái này là món gì đúng không? Thầy bảo ơi. Rồi đó em đi chợ rồi. Cái này là thì con cứ thoải mái đi, thầy Tú không mới ăn xích hết quỷ với 400 gì còn nghe không? Sơn như con ấy. Tính ra làm cũng khó quá ha. Khó thì chết. Không rồi, cái này có khỏe không á? Khỏe hơn. Tại khi mà mình sạch á thì cái này nó là từ 250. Hết gì? Hết cá kèo hả? Còn cái món gì đặc sản đó, gì cá đuối. Dạ anh đi nghe, không thôi mất lượt đó nghe. Ủa không, thầy bé già không ngủ không đang luôn hả? Không đi vậy ăn cháo không rồi. Dạ. Thầy vàng chia tay luôn rồi. Không, sáng mai không ra. Chia tay đêm nay á. Ừ. Mà chưa làm cốc cái mưa cái thầy bánh lại sao á, không dám tắm nỉ đâu biết không báo không có thùng không có chuẩn bị trước rồi nhưng mà tắm chân cũng được mà tắm chân luôn quần sao có quần còn lo nóng không em, cho anh lo nóng đi em, anh khỏi lạnh nha. Đây đá luôn. Không đá, không đá. Cảm ơn bé. Biên cố gì bé? Cục đá nó tròn lụi á. Anh Linh, hả? Thấy cục đá ngọt không? Cái này nó đá nó làm khô dễ á, nó dễ bỏ vô đi. Mình có chưa ta? Mình có chặt không? Mình hả? Dưới mình vẫn còn chặt hơn. Không, ở dưới mình vẫn có cái này. Vẫn có. Cái này nó gì? Sài Gòn gì? Bia sò hả? Không có. Cục đá. Cái bia là chỗ nào không có. Có đâu. Này bia sò chứ phải là còn nhiều hả? Rồi, tạm bỏ này qua đây cho thầy Linh kê cái điện thoại cái nữa nha. Lớn gì lớn chứ.
Rồi, các cô có nước chưa? Ăn đi được chưa? Đi, đen xanh vàng gì ăn lên hết nha. Em lấy cái ly nữa. 1 2 Thôi đó. Chưa. Anh em mình hơn ngủ. Một lòng với các bạn. Nè, vô lên. Nhà nước bảo rồi. Cảm ơn. Không, nhà bé nó chụp tấm hình. Vợ chồng em có cơ hội đi du lịch cùng anh Liêm. Anh Liêm, anh đứng ở đây, em nhà bé nó chụp tấm hình kìa. Thế chụp giùm anh tấm hình đi bé. Qua bên đây nè, lấy điện thoại nè. Lấy điện thoại này chứ, chụp cái đó thì... Rồi rồi. Dạ, Liêm vô đó đi. Kêu kêu Nhã Nguyên qua bên... Hai góc. Ngửa ra để thấy thầy bảo không? Hai tấm à. Em đi hết được không? Dạ. Cố gắng đi hết được không? Lên. Ngã ra phía sau chút. Lên đưa thấp thôi, đưa thấp thôi để không ai mặc anh bảo. 1, 2, 3. Rồi. Rồi, ok. Rồi, ok được. Cảm ơn em. Bây giờ em tắm nó xong. Thôi được rồi. Rồi quất, chưa quất nè. Lỡ hết trăm luôn đi. Tới buổi chiều Vũng Tàu. Lần đầu tiên tại Vũng Tàu. Ủa chưa, chưa có mồi mà mình bật trước luôn đó hả anh em? Hai cha con đi Phú Quốc đi nhiều đó. Mà Vũng Tàu mới lần đầu tiên đi. Anh em ơi. Vũng Tàu con nào đi nhiều? Con mới đi lần đầu tiên thôi. Con chưa bao giờ đi ra khỏi cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Con luôn hết rồi nghe anh tôi. Rồi ok. Con chưa bao giờ đi ra khỏi khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Được rồi. Bây giờ ở đây là đang là không có nghĩa là ngoại trừ lần này á. Chưa bao giờ. Chỉ mới lần này thôi. Đang chia hiện tại nên là chưa thì quá khứ. Những lần trước là con đi vòng vòng mấy cái đảo mấy cái hòn ở ấy rồi. Anh vô hữu chu rồi đó phải hả? Anh vô hữu chu Phú Quốc Hoàng Sơn. Cái với lần này cái đi. Rồi mút. Hà Tiên. Là đó là mình ra tỉnh ngoài xong rồi. Đó. Rồi tới An Giang, Đồng Tháp gì đó. À ngoài ra là đi đi Sài Gòn thì có. Đi Sài Gòn thì có nhưng mà đông đi đi Sài Gòn đi khác. Mút cho để về đi. À đúng rồi. Ngày tới dài mà. Có trang nữa. Ừ. Hello, hello, chúc mọi người ăn ngon miệng. Đứng đi, đứng đi. Ở bên đó. Đây cho bảo đứng níu lên bảo. Coi chừng, coi chừng nóng nha, Rồi. Đang nha. Uống sao uống là hết đường ngon là được này. Để một cái đi để ấy em. Nãy giờ đang bật đó. Đúng không? Coi bên này đèn đang bật không? Bắt tay. Có gì bắt tay? Không. Thấy sao? Không em thấy sao bắt tay? cơm trắng cơm trắng là những canh đi lẩu có quán cơm hồi trưa đó bác tài thấy giá nó cao không đâu có thấy cao đâu có cao đường mà vậy đó hả tại vì thấy mỗi một dĩa một phần nó tầm 80, 90, 100, 120 không thì tính hỏi bác tài coi là cái mặt bằng chung giá nó cao không đâu cái quán đó là quán cơm gia đình là tại vì á là mặc dù là mỗi một dĩa nó như vậy nhưng mà mình chia ra thì kiểu như chia đầu người á thì nó cũng không cao lắm tại vì ví dụ như hồi sáng vô cái bàn đó 5 người thì không phải là phải kêu hết 5 phần kêu chừng 4 phần là mình vẫn ăn đủ 5 người rồi à, nhưng mà thấy mỗi phần nó giá nó cao quá mỗi phần nó 80, 90, 100, 120 rồi nhưng mà nó là cái quán đó là quán cùng gia đình nhưng bây giờ nó ăn quán nó rẻ nó cây chúng ta không ăn chị nhân viên dẹp mới ăn cơm mà dễ bởi chỉ cho một phần thôi không ăn đâu thôi đó
mẹ chân chua chào mình là bảo đảo vậy mẹ bây giờ chào mình kia hỏi rồi mẹ mấy hôm nay như thế nào? Lẩu ngon. Cô Duyên cho phát biểu ý kiến sao quen có ngon không cô Duyên? YouTuber mới. YouTuber mới. Đó là thầy Liêm. Phố vậy. Thầy Liêm cảm thấy thế nào? Ngon quá vô quá mà nhậu không xỉn gì chứ. có em nào tiếp cho thầy Liêm xỉn không vậy? Sao hai bé xong quyên ăn có ngon con no chưa hả no chưa cho chú hỏi nè cô ái hoa hậu của chùa có đông Duy Thanh ngon không cô Nghĩa duyên dáng được bằng dạ. Đó là đầm ống nước sao cũng bình thường hả đây là nhân vật chính thầy Tú sao ăn thấy thế nào thấy ăn nhiệt tình quá ngon quá ngon hết luôn em món rồi bác Tài thấy hôm nay thấy sao bác Tài thấy ăn cơm quá trời no bây giờ không biết sao ngủ rồi thấy anh chủ tịch trong đoàn chơi ý kiến rồi sao anh anh em vui là mình vui à rồi cảm ơn anh rất nhiều rồi thầy Chí Linh đầu tiên rồi ăn từ đầu tới giờ vẫn chưa ngừng ăn vậy mới nhiệt tình với anh em chứ ăn không ngừng nghỉ điện thoại quay gì quá trời đẹp luôn ơi quá đẹp em điện thoại có 20 triệu à trời ơi cái gì chứ anh rồi nó quay đi đâm chứ bụng mày phải cái vẫn còn ăn khô lắm bây giờ đúng rồi vô mà nó cái này là nó không có đủ gì của nó đó không hiểu không có đủ dung lượng để mà cài mấy cái app bây giờ mình không có biết cái vụ bây giờ cài nhiều thứ lắm con bây giờ con đủ rồi nó mua thôi luôn ở đây là xe máy xuống nhậu cho em mình sẵn nha mới giờ xe máy những cái bé mình ra chỗ nhậu chạy bây giờ mình già mình đủ con đâu mà không cho kia được cô nhỏ gái nó nói vậy không đủ dung lượng để nó cài nó cũng đưa về hai cái cũ anh biết rồi dung lượng với bộ xử lý nữa con đi tới xài lại con đó mà dạ về là tính mình nói về nói cao ha lại cái ai con hết để xài thảm ngược luôn tại không quen đúng rồi xài Samsung quen rồi đưa qua đây nó khó xài lắm rồi không có xài Samsung quen có ai đâu quen thầy mà tại vì lộn là con nó bỏ ra không lẽ đem đi bán thôi đi xài nè mà mình có Zalo rồi kết thúc bữa ăn tại đây mình di chuyển thấy nào mình di chuyển qua đâu anh thầy Linh tham quan vòng vòng chợ đêm Vũng Tàu rồi tham quan thành phố Vũng Tàu về đêm nha mọi người tôi chụp hình rồi bậy bạ tôi chơi xin chào mọi người bye bye. A few minutes later. Mọi người ơi. Ồ,
thiên nhiên thì cảm giác bây giờ là rất là no, rất là ngon, rất là tuyệt vời. Hơi xa xa thôi chứ xa. Hơi xa xa thôi. Lý do tại sao vậy? Hả? Lý do tại sao mình vô đó mình đá? Lý do là mà thức ăn rất là nhiều, thức ăn rất là ngon. À, có thêm hai cái tô cơm thạch xanh nữa, ăn hoài ăn không hết. Oh, quá tuyệt vời ha. Đó. Thì bây giờ mình đi một vòng quanh rồi, bây giờ là theo dự kiến là mình sẽ trở về chỗ cái trạng, mình sẽ nhậu tới 2 giờ sáng. Đó. Ồ, theo kế hoạch là nhậu tới 2 giờ sáng. Tùy theo anh em. Rồi có hứa vậy không? 2 giờ phải không? Hay là 3 giờ? Dự kiến đó, đó là dự kiến. Dự kiến. Ồ, dự kiến hả? Dự kiến. À, đó. Rồi có ai trả giá không? Anh Liêm, tính ra anh Liêm. Có ai trả giá là chủ yếu là. Xin mời Liêm dự kiến. Có trả giá thì chỉ có con kể. À, đúng rồi, đúng rồi. Mời đồng chí Liêm dự kiến coi anh thương thương rồi. Thầy Liêm từng bữa nói chuyện lắm, bữa nay em luôn trời. Bộ người ta Liêm gì phải đẹp đâu, phải đẹp kêu là phải chấp nhận thôi. Vậy còn cục tóc cho nó cục tóc hả? Rồi luôn anh Liêm về bắt cục tóc nữa. Vậy là anh Liêm sẽ kéo dài thời gian chắc khoảng Liêm tóc hai bé là mỗi bé 10 phút. Không lẽ mình nói câu cái gì với bà nội? Vậy đó hả? Ba phải cuộn tóc không? Bây giờ ba cuộn giờ luôn đi. Thì nó phải phối hợp với mấy cái xe nướng dưới hè đó, nó cung cấp mồi để coi coi như thế nào. Và bán giá trên trời với đâu? À, thì đó coi coi mình thử coi sao. Nó mua nhà hàng gì đâu, anh em rồi đó. Bó tay luôn. Rồi, rồi, tạm biệt các bạn nha. Chết. Gặp lại các bạn. Quá đẹp rồi, lung linh quá. Ồ, tòa nhà này cao quá trời ta. Quá trời tòa nhà này cao quá. Từ nhỏ mới lớn mới thấy tòa nhà cao như thế luôn trời. Quá trời đất cao. Ồ, có chỗ massage kìa anh em ơi. Ồ. Ồ, khu này vô khu massage hả trời? Nên kiếm cái mới. Mắt gần của mình kiếm đây. Gần của massage sao quá. Trời ơi. Cảnh y ghen như là nước ngoài luôn ha. Quá dữ. Thôi chắc dừng đây, có một số người xuống đi bác tài ơi. Số người xuống đi, một số người đi nữa.
Trước cái Vũng Tàu nha mọi người. Ở bãi trước thì chỉ vui chơi nhiều, nhà hàng khách sạn nhiều, chứ còn tắm biển thì không được, lý do là đá rất là nhiều nha. Mình đi Vũng Tàu mình tắm biển là mình tắm ở bãi sau thôi, chứ còn bãi trước thì rất là nhiều đá. Nhưng mà ngược lại thì cái người dân địa phương họ đến thì họ vui chơi rất là nhiều, như là thả diều hay là lắc vòng vân vân, rất là nhiều cái trò chơi được diễn ra ở bãi trước. Khách nước ngoài, khách địa phương, khách trong nước đến Vũng Tàu tham quan rất nhiều ha. Ban đêm thì ở Vũng Tàu rất là mát mẻ. Trên kia là Hồ Mây, đó là một cái địa điểm tham quan rất nổi tiếng ở Vũng Tàu. Và chúng ta di chuyển trên kia bằng cáp treo, thì ban đêm cáp treo cũng có đi, cũng có chạy. Có thể là nuôi trồng không, mấy con ốc, con nghêu hoặc là con cá gì không biết, chứ đâu phải này, chứ đâu phải chỗ tắm đâu. Có người xuống tắm nữa kìa. À vậy là nó cứ phao giới hạn ra tắm, phao giới hạn ra tắm, có người ra tắm nữa kìa. Ủa thầy Liên cô bé đâu không thấy? Ở sao không biết rồi, sao? Sao nha. Cái này quá trời luôn rồi. Nốt sần, nốt sần phải không? Cái gì chơi, cái bàn hả? Cái bàn của ba mà. Hết biết luôn. Cây cổ thụ luôn á. Hạt mà vẫn sao gác không? Cái gì? Cả hai người đều cảm ơn hết
không bao giờ ảnh xây không xây chứ á, mình xây muốn chết ảnh không xây. Con gì đây mở gì ủa cô Duyên và cô Ái đi trước hả trời, tưởng đi sau không ai, rồi đi trước làm mẹ đi vừa đợi luôn á. Tới xe chưa, mình về tới thôi. Rồi tới rồi, rồi xin mời tất cả mọi người cùng lên xe, let's go, lên xe về thôi, tới rồi mừng quá.